cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình minh thúy mời quý vị theo dõi chương trình nhạc lá bồ đề do tú linh và đoàn hiểu dũng thực hiện sau đây Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với Nhạc Lão Bồ Đề qua câu chuyện Dương Giang có kẹp bẻ công pháp luật, âm giang chẳng nợ không hết, chuyện của Yên Ba, Tủ Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Người đang làm, trời đang nhìn, tất cả mọi hành động của con người trên thế gian đều không thể qua khỏi ông trời. Con người sống trên thế gian, nhất tư, nhất niệm, đều có thần linh giám sát cổ nhân vẫn thường nói rằng lòng người sinh một niệm trời đất đều sáng tỏ thiện ác nếu không có báo ứng há chẳng phải càng khôn đó sao bức hại ba tánh gặp quả báo thông khổ xưa có một tham quan tên là liễu thắng thường hay lạm dụng chức quyền làm nhiều điều ác khiến cho trăm dân căm phẫn oán không nên lời sự việc được bẩm báo lên kinh thành triều đình bèn phái một viên quan là ân thuật khánh đến để giám sát nhưng ân thuật khánh cũng là một tham quan lợi dụng chức quyền cấu kết với liệu thắng để bòn rút của dân cùng chia nhau số tiền tài bất chính dân lành bị áp bức tàn khốc nhưng không thể kêu oan chỉ còn cách cầu xin thần phật phù hộ người vô tội không đến nửa năm sau, Liễu Thắng đột nhiên mắc bệnh qua đời. Sau đó vài ngày, ân thuộc Khánh cũng lâm bệnh rồi chết. Lúc ấy một gia nô cao tuổi cùng với con chó nuôi trong phủ của Liễu Thắng cũng đột nhiên mà chết. Sang ngày thứ hai, khi mọi người đang chuẩn bị hậu sự, thì bỗng nhiên người gia nô bỗng tỉnh dậy, khiến ai nấy đều một phen hoảng loạn người gia nô này kể lại tôi vừa xuống địa phủ thấy diêm vương đang ngồi trên điện đường sau đó ngày lệnh cho quỷ sứ áp giải lão gia liễu thắng và ân thuộc khánh đến hai vị quan gia lúc đó đều phải chịu cực hình vô cùng thống khổ diêm vương bàn lệnh cho người mở cuốn sổ công tội ra xem trên đó ghi chi tiết rõ ràng tôi đã thay mặt chủ nhân nhận bao nhiêu tiền ngay cả con chó thường xuyên đi với tôi cũng cùng đến để đối chứng không lâu sau trên điện đường truyền xuống đêm nhốt liệu thắng và ân thuộc khánh vào địa ngục cho đến khi đền hết tội ác đã gây ra diêm vương cho tôi trở về nhân gian là để nói rõ sự việc hy vọng thế gian sẽ lấy đó làm bài học răng đe từ nay về sau không còn hành ác nữa. Liệu Thắng và ân thuộc Khánh, một người thì thân mang trọng trách của một vị quan phụ mẫu mà không làm tròn bổn phận vì dân phục vụ. Một người thì dùng thủ đoạn mua quan bán chức, hối lộ, tham ô, cuối cùng đều gặp quả báo, bỏ bê trọng trách, cả gia quyến chết bất đắc kỳ tử vào thời nhà Thanh, có một vị quan đến Giang Tô nhậm chức, quản lý tứ chấn trong vùng. Người này đem theo vợ con cùng đi. Trong năm đó, một số nơi trong vùng xảy ra lũ lục. Triều đình hạ lệnh miễn thuế cho dân, đồng thời cho mở kho để cứu tế. Triều đình cũng hạ chiếu, chỉ cho tân huyện lệnh cùng với hai vị quan sai đi điều tra số người gặp nạn trong khu vực thiên tai khẩn cấp để cứu người. Hai vị quan sai và tân huyện lệnh vốn là chỗ quen biết. Vì vậy, ngày đêm uống rượu hàng huyên tâm sự để mặc việc cứu tế cho cấp dưới đi làm. Vị quan huyện không giám sát bỏ bê nhiệm vụ, nên những người bên dưới thừa cơ cấu kết với nhau, mưu cầu tư lợi khiến bát tánh muôn dân phải chịu khổ. Cơm không có ăn, áo không có mặc không được cứu giúp. Nhiều gia đình vì thế mà mạng vong. Không lâu sau đó, cả hai vợ chồng Tân Huyện Lệnh đều chết bất đắc kỳ tử. Lúc này Tân Huyện Lệnh vẫn chưa đầy 40 tuổi. Đây chính là tội bỏ bê trọng trách khiến cho nhân dân chịu khổ lầm than, thật là quả báo nhạn tiền. Tiếc thương lương thực cứu trợ nhân dân, cuối cùng gặp quả báo vào thời Nam Tống, Vương Hiểu đến thăm con rể là Lâm Cơ, lúc ấy đang giữ chức phụ trách tiền bạc và lương thực của quan phủ. Vợ Lâm Cơ thấy cha đến thì chạy đến than khóc với cha. Lâm gia sắp tuyệt hậu rồi. Vương Hiểu kinh hãi, bèn bảo con gái kể rõ sự tình. Con gái Vương Hiểu nói, khi trời gần sáng, con nằm mộng thấy một thiên sai mặc áo hồng bào, tay cầm lệnh bài nói với con, thiên đế có lệnh, lâm cơ, nghịch chỉ, hại dân, đặt lệnh, chu di toàn tộc. Nghe xong, con gái giật mình tỉnh dậy, đến giờ vẫn còn như phạm phất, nhìn thấy mọi việc. Nghe con gái kể xong, trong lòng vương hiểu, cũng có đôi chút lo sợ, nhưng vẫn an ủi con gái. Đây chỉ là giấc mơ thôi, con Hà tất phải cho đó là thật sao? Thôi con đừng nghĩ nhiều nữa mà đau lòng buồn bã nữa. Đợi Lâm Cơ về, cha sẽ hỏi đầu đuôi sự việc. Khi Lâm Cơ trở về, Vương Hiểu nhẹ nhàng hỏi con rể. Gần đây có làm việc gì xảy ra không? Lâm Cơ suy nghĩ một hồi rồi nói. Gần đây Tây Xuyên hạng hán, quan viên gợi sớ lên triều đình xin 10 vạn lạng bạc mua lương thực cứu đối được hoàng thượng phê chuẩn nhưng con vẫn cho rằng 10 vạn lạng bạc là quá nhiều nên kiến nghị triều đình chờ điều tra chính xác số người cần cứu trợ sau đó hãy cứu trợ hoàng thượng cho rằng đừng đến tây xuyên xa xôi nếu đợi triều đình điều tra xong mới cứu trợ thì e rằng không kịp nữa nên đã quyết định vận chuyển một nửa đi trước con nghĩ chỉ có việc này là không được thỏa đáng trong tâm. Vương Hiệu nghe xong, trầm tư một lúc, rồi rời đi. Vợ Lâm Cơ trong lòng thấy bất an, bèn kể cho chồng giấc mơ khi sáng. Lâm Cơ nghe xong, cũng ưu tư buồn bã, tự cảm nhận được một viễn cảnh tâm tối phía trước, nhưng không biết phải làm sao để cứu vạn sự tình. Lâm Cơ vì thế mà sanh bệnh, từ quang về quê ở Phúc Châu rồi qua đời hai người con trai cũng lần lượt mắc bệnh theo cha quả nhiên nhà họ lâm tuyệt tự tuyệt tôn gia đình tuyệt hậu trời vì dân lành mới lập nên vua chúa vua chúa lại vì dân mà lập ra quan viên các địa phương quan là phụ mẫu dân là con nếu như vua không cứu tế cho dân thì quan phụ mẫu cũng cần thuyết phục vua cứu tế như vậy mới có thể nói là đem phước lành đến cho muôn dân bá tánh, làm lợi cho xã tắc giang sơn. Thế nhưng, có những kẻ thân hưởng bỗng lọc triều đình, nhưng lại vì tư lợi mà bẻ công pháp luật, gây nguy hại cho dân, đồng thời gây ra nghiệp chướng cho chính mình. Cổ nhân có câu nói, lòng dân chính là ý trời. Người đối nhân sự thế hợp với lòng dân cũng chính là hợp với ý trời. Đã làm vô quang thì đều gì lợi ích của dân mà làm, lấy dân làm gốc, sau rồi đến xả tắc, cuối cùng mới là vua. Chính vì tư tưởng này mà trong văn hóa truyền thống xưa nay, những vua hiền, quang nghĩa đều lấy lợi ích của dân làm gốc, vì dân mà lo toan, suy nghĩ chăm bề, một người mà may mắn có được địa vị trên công đường, vì dân mà phục vụ thì cần phải xử lý thận trọng, tận lực vì dân, thời thời khắc khắc đều phải vì dân mà nghĩ, mang lại hạnh phúc to lớn hơn nữa cho dân. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 at gmail.com. Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC xin email về washingtondc tv Kính chúc quý vị một buổi tối an vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ Hai, 21 tháng 12, 2020.